quý đấy, tức là để sẵn cái bô đấy là ai đến xem là đái đấy, đái vào đấy. Thật bà cũng chả bỏ cái gì. Thế mà nhiều khi đi qua đây không có cái nhà vệ sinh, không biết đi đâu, không dám vào. Nói là bà thích cái món đấy. Tưới, đúng tưới cây cái đấy thì ngon tốt rồi, bốc nhanh lắm. Mỗi một cây là cứ đấy, ngoài ra chăm có gì ngoài chỗ này là khoảng độ vườn này khoảng bao nhiêu cây nhỉ, khoảng độ bao nhiêu cây nhỉ, vài trăm cây chưa hết. Cái này thì đái bao nhiêu lần cho được mỗi cây một ráo, mỗi ngày à? Nhưng mà thế đái trực tiếp vào gốc có được không? Pha loãng ra, nói chuyện món này tốt lắm các bác, tốt lắm, tốt thầy lắm đấy, đấy, tưới táo tí các bác. Bà chủ đang tưới cây đây, tưới từ giờ đến tối liệu hết cây chỗ cây được không? Bà phải thuê người đi chứ, phải thuê người đi chứ. Đây có thằng đang chả biết làm gì đấy, cứ đi lang thang này. Tưới thằng này tưới. Cây này là vào bà bán rồi là bán bao tiền đấy? 50 triệu rồi, ghê nhỉ. 50 triệu. Trăm tuổi. Ừ thì cứ nhìn thấy nó già thì biết thế chứ biết bao nhiêu tuổi đâu. Nhưng mà nhìn nó quá. Cái này chị Hàn khung đấy nha, không kéo lưới đấy nha, từ kéo lưới nha. Đấy. Từ kéo lưới nha. Như khô mà đấy lại toàn những. Chị Hàn khung cho thôi. Quê. Nha. Tôi sợ không có tôi không kịp thời gian đấy. Đấy, các bác nhé. Sung đây. Sung này thì chắc rẻ. Loạt giống giống nhau, công nghiệp. Nhiều bác cứ gọi là hàng công nghiệp, nhưng thực tế là hàng người ta trồng đất và sản xuất hàng loạt thì đa số nó gọi là công nghiệp, chứ không phải hàng nằm chậu lâu năm hoặc là gì đấy. Nó gọi là công nghiệp. Chứ công nghiệp mà đẹp thì cũng múc được các bác. Nuôi lâu rồi nó thành. Nuôi lâu thì nó thành nông nghiệp thôi. Cho khổ sở thì thành nông nghiệp thôi. Công nghiệp thì nó sức chịu đựng nó kém. Vì người ta làm nhanh làm thổi. Dạy loại ý là công nghiệp như vậy. Đấy, cây xanh này cũng lâu rồi. Để vào xem bà giới thiệu và bán ba cái cây nguyệt quế này rồi bao tiền. Chính xác là bà bán ba cây này rồi là bao tiền đây? 110 triệu là một chủ mua cả ba cây à? Không chở đi à? Giải phóng mặt bằng đi. Không chở đi à? Chưa chở đi đi à? Ghê đấy nhỉ, nhà ông nào chắc nhà to lắm đây. Ừ. Đấy có cái cây trong ấy đẹp. Bán rẻ đấy. Bán rẻ. Bán rẻ nó cao cũng mãi 20 triệu không bán đấy. 20 triệu á, một cây á. Cộng lãi. À cộng lãi. À có người khác thì cộng lãi các thêm 20 triệu gì. Ừ. Bán rồi thì bán gì nữa. Đẹp quá người ta mua cái thôi. Đấy thì đôi me này bao tiền? Đôi me đâu? Đấy. Cái này á. Đấy. Cái này 25 triệu. Cái này 15 triệu. Ừ. Giá hợp lý. To ghê nhỉ. Này các bà đợt này bà. Đợt này bà lên toàn me nhỉ. Lên toàn me. Có cây nào kỷ niệm được kỷ niệm. Tặng cái cây nằm nằm ở ngoài ấy được. Cây me nằm nằm có quả đấy. Tặng lại tiền cũng được. Thôi lấy thằng không có tiền này chụp thôi. Và mình ạ. Mua cái gì? Có đi bà có bán cây đâu mà đi mà bán. Mua về chơi chả được. Có phải đi bán cây như các bà đâu. Chả để ý. Bà là có bán cây đâu mà hỏi bán chưa? Tí nữa ra xem.
Nhưng mà đấy, cứ tưởng mình đi bán cây chết giờ. Ôi ôi ôi, không bán được giỏi như các bà đâu mà. Mướt mùa, cái bồ đề này bao nhiêu tiền đấy? Già quá nhỉ? Cái bồ đề này bao nhiêu tiền đấy? Giá? 9 triệu à? Nhìn hay đấy, không nào thích dáng cổ chứ cái này có tuyệt vời. Nhìn cái da nó này. Đấy, nó cao thì tầm 16. 16. Nhưng mà cái độ tuổi thì các bác không mua được đâu. Cái trồng có đẹp được mấy thì các bác không có được. Đây này mà bác chơi dáng cổ thì hay. Cái này thì có khi là dựng nó trực lên có khi hay hơn. Ổn. Đây nhá. Cây bồ đề rất hay. Đành nó không lùn thì đành chịu thôi, nhưng mà kiểu dáng cao nó cũng là quý đấy. Trong chợ ít có này. Bởi vì các bác nhìn cái độ tuổi. Cái tay cành các bác nhìn sau thì cái tay cành người ta làm thì... Vâng, nhưng mà to quá đâu khó quay quá. Bồ đề này hay. Tay cành nó leo nghêu thì người ta vào dây thôi, chứ còn cái thân cái tuổi nó thì không thời gian nào mà đoạn. Chờ mãi mà không thấy bà nào kỷ niệm mình cây thế này, chết. Đấy, cây bồ đề. Bồ đề hay. Để xem mặt bên này. 9 triệu. Nu cục mà mịn. Mà chơi rắn cổ không? Hơi siêu một chút. Trực siêu. Ở đây, đứng bên này thì quay được mấy cây người quế này. 110 triệu 3 cây à? 110 triệu 3 cây. Có vận chuyển cho người ta không? Đến chỗ nào đấy? Sao mấy cái bố đằng ấy nhiều tiền ấy, toàn mấy cái bố đằng ấy mua nhỉ? Sao mấy cái ông đằng ấy nhiều tiền ấy, toàn mấy ông đằng ấy mua? Toàn cây đẹp này thì toàn các đại gia người ta mua. Về thân này có rộng, có trơn. Liệu có ông nào mua về ông ấy bán không? Thân vận phấn ghê chứ. Cộng lãi gấp đôi hộ giá. Đấy, nhìn những người bà chỉ bằng nửa cái cây thôi. Rất là to nhỉ. Hơn 100 năm rồi đấy. Tuổi anh thì chả biết, nhìn thấy ra đây được rồi. Còn cây khế kia là 100 triệu à? À bao nhiêu? 50 triệu. 50 triệu, một cây bằng bố nó mấy cây này rồi. Khế cội cỗi vừa nãy. Cái găng tu hú thì to quá nhỉ? Găng tím này. Ở cái găng tím này. Cái găng tím này to ghê nhỉ? Bà thuê người làm như bà vững như kìa. Thuê người làm. Trả theo giờ thôi. Trả theo giờ thôi. Tiền thế thì để đâu hết tiền. Ở quê chắc nhà to lắm nhỉ. To nhất Nam Định. Nhưng mà bao nhiêu tầng? 3 tầng. Này thiếu hơn cả doanh nghiệp. Đôi cái đôi tùng này là bao tiền đấy? Đôi tùng trực này 60 triệu à? Một cây hay là một đôi? Một đôi là 60 à? Cây 30 à? Đấy, cây này đẹp đấy. Hình dáng tháp này này đẹp. 8 tầng này, nhưng mà đẹp đấy. Còn cây này thì chân bị tốt nhưng mà lại xấu hơn. Cây này đẹp, mướt mát này. À đâu, đây này là đôi này, đôi của nó đây. Đây. Đôi to. Đôi to này 120 triệu à? 3 cây. À. Đôi long ở giữa năm cá này đây. 3-4-12 à? Đâu cái long đâu? Long đằng kia kìa em nhỉ. À, đằng kia. 28 này có 60 triệu. 28 này 60.
cây ở giữa này hay hay nhìn khỏe khỏe quá. 62 cây à? Hôm nào có điều kiện về tặng nhà thờ họ phát nhỉ? Thì đúng là dạng danh đấy. Nó sống ở, nó về với nhà chị được khoảng 3-4 năm. Ui, cái đôi này á, mới đây thấy đưa lên sao mà? Không, chị để dưới nhà chứ. Cái thợ làm kim ấy, cả hôm trăm cũng bán. Cái đôi này đẹp đấy, trực tùng. Tất nhiên dáng 8 tầng này bây giờ thì chỉ có chơi biệt thự thôi. Nhưng mà 8 tầng đẹp đấy. 8 tầng đẹp đấy, rất mướt mát luôn. Mướt nhỉ? Mai là mới làm về. Và chắc cây này phải phun thuốc chứ nó mới mướt thế này. Không, lá hám mình đấy, hám ta mình đấy. Không, ý là phải phun thuốc chứ nó mới... À, cũng có dẹp đây này. Lá hám kim cương có dẹp phun rồi. Phun rồi. Đấy, tấn tầng mướt á. Đây, mình chăm lắm. Ừ. Sống bằng nghề cây mà. Nắng này tưới 3 lần. Rồi. Rồi ok, được rồi. Quay thế là tạm ổn rồi, mỏi tay quá rồi. Quay thế là tạm ổn rồi, mỏi tay quá. Đấy, đôi tùng này, nhìn thích không? Con này thì chưa bị bệnh. À cũng có tí rồi. Nhưng mà em quay nào hiện đại vậy chứ đóng như bọn chị quay nó cứ lung lung lung. Đấy, chơi. Không phải mề đúng không? Nghề gì cái này thích thì đi quay, nghề gì cái ông Đỗ Sinh thì mới gọi là nghề. Thì xem thì mình vui thôi. Rồi, rồi nha. Đúng. Thì người ta thích cái thằng quay phim thì mới thích cái chủ. Rồi. Hẹn gặp các bác ở đây nếu mà có thể.